Các thông tin cần biết về cửa nhựa composite. Hiện nay khi ngành đồ nội thất ngày càng phát triển, bên cạnh các loại cửa gỗ thì cửa nhựa cũng được khách hàng ưa chuộng không kém. Đặc biệt là cửa nhựa composite. Đây là dòng cửa được ứng dụng rất rộng rãi trong cuộc sống hiện nay. Loại cửa này được làm từ những hạt nhựa nguyên sinh PVC, nhựa ABS, nhựa lõi thép. Những hạt nhựa này được ép thành các tấm nhựa nguyên khối, rồi tạo thành các bộ cửa có kích thước khác nhau. Dòng của này có cấu tạo bao gồm hai lớp phim PVC phủ ở ngoài bề mặt. Lớp phim này có tác dụng chống thấm nước một cách tuyệt đối, phim không bị cong vênh cũng không bị co ngót, ít bị chảy xước. Tiếp đó là đến lớp nhựa gỗ composite. Lớp nhựa gỗ này được tạo ra từ keo gỗ trộn với nhựa composite, rồi đúc thành tấm panel bằng hệ thống máy móc hiện đại dưới sự giám sát, theo dõi của những công nhân lành nghề. Một số ưu điểm nổi bật của dòng cửa nhựa composite như chống nước, chống ẩm, chống co ngót, cong vênh, mối mọt, có khả năng cách âm, cách nhiệt rất tốt, chịu lực cao. Để biết thêm thông tin chi tiết và tham khảo các mẫu cửa nhựa mới nhất hiện nay, quý khách hàng liên hệ nhân viên Sài Gòn Đo, hoặc có thể đến trực tiếp các showroom của công ty. Xin cảm ơn.